Chào mừng cô chú anh chị em đã đến với xưởng nội thất đầy cô. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một sản phẩm rất đẹp ở đây. Đây chính là một chiếc bàn trang điểm. Sở dĩ vì sao nó đẹp? Bởi vì nó được sử dụng cho chị em khi ngồi lên chiếc ghế da cao cấp này. Và chị em soi gương vào gương ở đây, chúng ta sẽ ngắm nhìn cái nhan sắc của mình và từ đó sử dụng những thỏi son, những hộp phấn để trang điểm cho bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn. Và đối với phái đẹp thì nhan sắc là một điều rất rất quan trọng với chị em. Khi mà một người phụ nữ đẹp thì họ sẽ tự tin hơn trong cuộc sống, họ sẽ được dành được nhiều tình cảm hơn từ những người xung quanh, sẽ được yêu thương nhiều hơn. Và đặc biệt là đối với phụ nữ thì nửa kia của mình cực kỳ quan trọng. Và đây cũng là cái cách mà từ cổ chí kim đến nay phụ nữ vẫn hay thường dùng để níu giữ người đàn ông của mình. Người đàn ông thì có hai thứ ở người phụ nữ mà có thể dẫn đến họ bị nghiện. Nghiện không thể nào rời xa người phụ nữ đó được. Thứ nhất là bằng con mắt và thứ hai là cái dạ dày. Và để chinh phục được con mắt của người đàn ông thì người phụ nữ cần phải có một cái nhan sắc cực kỳ đẹp. Và nếu như mà chị em không ngồi vào những chiếc bàn trang điểm như thế này, soi gương để trang điểm cho mình một cách chỉnh chu, mà làm một cách xòe xòa ở đâu cũng được, hay là làm ở trong nhà tắm, thì bản thân mình nghĩ rằng là cái việc trang điểm đó sẽ không đạt được cái hiệu quả nó tối ưu. Hẳn là như các bạn cũng đã biết, khi một người phụ nữ mà họ xinh đẹp, họ có rất là nhiều lợi thế, đến cơ quan, đến công việc thì sẽ được những người xung quanh giúp đỡ nhiều hơn, mọi người tôn trọng hơn. Đây là sự thật mà chúng ta không thể nào mà chối cãi, bởi vì vốn dĩ là đã có những rất rất nhiều những cái chương trình mà để tôn vinh cái đẹp của phụ nữ. Như các bạn có thể biết là có một câu rất là hay, đó chính là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và khi mà chị em không đẹp thì mình nghĩ đó là lỗi phần nhiều cũng là ở do mình, vì là mình không biết cách chăm sóc, không biết cách trân trọng cái nhan sắc của mình. Và để giúp chị em chăm sóc cái nhan sắc của mình nó tốt hơn thì xưởng nội thất đầy cô đã sản xuất ra những chiếc bàn trang điểm như thế này. Và với cái phối màu trắng, xanh và kết hợp với lại gương LED ở đây sẽ giúp cho chị em rất là thuận tiện để chúng ta có thể chăm sóc được cái nhan sắc của mình, ngắm nhìn bản thân mình mỗi lần trước khi mà đi ra ngoài hay là đi đâu đấy, đi chơi, đi du lịch, đi dự tiệc hay là đi gặp đối tác. Thì khi mà chị em xinh đẹp thì sẽ rất là tự tin và để thể hiện bản thân mình và để làm cái công việc của mình nó một cách hiệu quả hơn. Có thể là anh chị em chưa từng nghe về cái một món quà, nhưng ở xưởng nội thất đầy cô đã có rất nhiều đấng mày râu đã mua sắm chiếc bàn trang điểm này như là một món quà để tặng cho chị em nhân ngày nhà giáo Việt Nam, nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Có rất rất là nhiều những ngày mà để tôn vinh phụ nữ ở Việt Nam. Và đây là một món quà mà hết sức là ý nghĩa. Vì đối với lại phụ nữ thì họ chi rất là nhiều tiền cho quần áo, son, phấn, spa. Phải nói là chị em đã dành rất rất là nhiều tiền bạc, công sức cũng như của cải để chăm sóc cái nhan sắc của mình. Và khi mà anh em tặng cho những người phụ nữ của mình một món quà mà đúng cái nhu cầu của họ, của chị em, thì hẳn là chị em sẽ rất hạnh phúc. Và trên thực tế là những anh chồng tặng cho những chị vợ chiếc bàn trang điểm và đã nhận được rất là nhiều những lời có cánh, lời yêu thương đến từ người vợ của mình. Và đây em xin đảm bảo đây là một cái sản phẩm mà nếu như được làm quà tặng cho phái đẹp sẽ là một sản phẩm hết sức là ý nghĩa và cực kỳ là tuyệt vời. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có phối màu của chiếc bàn trang điểm này là màu trắng và màu xanh. Thì sự kết hợp này sẽ tạo nên một cái cảm giác nó mát mẻ, nó thanh cao. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại gần để nhìn chi tiết hơn phần gương đèn LED bàn trang điểm đây chúng ta. Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái phần màu vàng ở đây chúng ta là một phần được mạ PVD. Và với mạ PVD thì nó sẽ sáng bóng hơn và bền hơn gấp 10 lần so với lại loại sắt sơn nhũ đồng cũng có màu vàng tương tự như thế này ở trên thị trường.
Và bên cạnh đây chúng ta cũng sẽ có nút cảm ứng D. Khi mà chạm vào thì sẽ giúp cho đèn LED sáng lên như thế này. Và toàn bộ phần khung của chiếc gương này cũng đều được làm bằng mạ PVD hết. Tuổi thọ trung bình nó sẽ rơi vào khoảng độ 10 đến 15 năm là chuyện hết sức bình thường đối với phần mạ như thế này. Và ngoài ra thì nếu như được mạ PVD thì sẽ sáng bóng hơn, sang trọng hơn và đẳng cấp hơn so với lại những loại khung bình thường. Và ở trên thị trường cũng có những loại khung inox mà giá rẻ hơn, mà những bên xưởng khác mà sản xuất không được chính xác như những gì họ nói là inox 304. Và đối với lại inox 304 thì mọi người có thể thử bằng cách là sử dụng acid H2SCO4 hoặc là HCl mà nhỏ vào. Thì đối với lại inox 304 thì phản ứng của nó sẽ rất là nhẹ, hầu như là không có phản ứng gì, hoặc là nó chỉ phản ứng nhẹ thôi, tạo ra một cái lớp màu nó hơi sáp sáng. Còn đối với lại nhôm mà chất lượng kém thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Hoặc là đối với lại inox 304 thì sẽ có khắc dập nổi 304 ở trên cái khung nhôm. Và phía xuống phía dưới ở đây chúng ta sẽ có một chiếc ghế bằng da cao cấp. Thì cái da này nó sẽ mềm hơn so với da bình thường và êm hơn. Đấy, khi ngồi vào nó sẽ tạo ra những cái độ đàn hồi nhất định, không như là những loại da nó chất lượng kém thì nó sẽ rất là dễ nổ bong chóc hay là nó bị xẹp sau một quá trình mà chúng ta sử dụng. Còn ở phía bên cạnh đây, với kết cấu của chiếc bàn trang điểm này khá là thông minh, sẽ là một phần ở đây có thể tách rời và một phần tủ ở đây cũng có thể tách rời, và chúng ta có thể di chuyển cơ động, dịch chuyển cái phần này đi sang bên đây thì cái bàn trang điểm của chúng ta sẽ rộng hơn. Và nếu không thích rộng mà ở một cái không gian hẹp thì chúng ta có thể đẩy gần nó về phía này thì bàn trang điểm chúng ta sẽ ngắn lại. Ở phía bên cạnh đây chúng ta cũng sẽ có những cái ngăn kéo. Và đối với chiếc bàn trang điểm này thì chúng ta không thiết kế tay co ở đây, mà thay vào đó để tạo nên một cái sự khác biệt thì chúng ta có một cái phần móc ở dưới này kéo ra. Và ở trong những cái ngăn kéo như này có thể để cho chị em để rất là nhiều phấn son của mình hoặc là những vật đồ vật dụng cá nhân khi cần thiết mà mình trang điểm mà mình cần. Và khi mà đẩy vào nhờ có dây giảm chấn thì nó sẽ tự động hút vào như thế này. Đấy, nó sẽ tự động đẩy vào và ngăn kéo này cũng như vậy, kéo ra và chúng ta đẩy vào nó cũng sẽ tự hút vào. Và ngoài ra ba cái ngăn kéo ở phần ở phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm ba ngăn kéo lớn hơn cùng với tay núm màu vàng làm điểm nhấn. Đây, chúng ta mở ra thì nó cũng có một cái không gian chứa cực kỳ là rộng lớn mà chị em thoải mái để rất là nhiều đồ ở đây, thậm chí là để cả túi sách mà để ngang ra ở đây cũng được. Đấy, ở phía ngăn dưới cũng như vậy. Và tất cả những cái ngăn kéo này đều được làm bằng dây giảm chấn. Đấy, rất là cao cấp. Và chỉ có những chiếc bàn trang điểm cao cấp thì mới có thể là sử dụng những cái phụ kiện như thế này. Còn đối với trên thị trường, những chiếc bàn trang điểm mà cũng hình dáng tương tự như thế này thì rất là hay được làm bằng cái nước sơn mà nó kém chất lượng, và phụ kiện của nó cũng không phải là phụ kiện loại xịn, nên là quá trình mà chúng ta sử dụng sẽ gặp rất là nhiều bất tiện. Và vừa rồi mình đã cùng quý cô dì chú bác anh chị em đi tham quan xung quanh cái chiếc bàn trang điểm rất đẹp này. Và nếu như mọi người cảm thấy thích cái video này thì hãy like và subscribe sản phẩm nội thất đẹp bổ ích cho mọi người.